Xin chào anh chị nhà đầu tư. Hiện tại thì em đang có mặt tại căn biệt thự QN0521 ạ. Đây là căn biệt thự mà có thiết kế là một tầng và 3 phòng ngủ. Diện tích đất căn này thì cực kỳ lớn ạ, diện tích của nó lên tới 490m. Đây là loại biệt thự mà có diện tích đất lớn nhất của dự án này. Và cái căn 521 này thì nó có một cái ưu điểm rất lớn là cái phần sân, không nghĩa là phần sân ở bên cạnh đây. Phần sân bên cạnh đã rất là rộng rồi. Và phần sân phía sau biệt thự đây ạ. Phần sân phía sau biệt thự còn rộng hơn rất là nhiều. Phần đất rất là lớn, rộng thênh thang luôn. Nên là căn này đầu tư thì nhà đầu tư có lợi thế rất là lớn về việc sử dụng, sở hữu là một căn biệt thự mà có cái phần đất nó rất là rộng để mình có các hoạt động vui chơi cho trẻ em hoặc cho cả gia đình ở đây. Đấy. Và đây là bên ngoài của cái thiết kế của loại biệt thự một tầng 3 phòng ngủ này ạ. Đó. Ở thiết kế của Nam Hội An thì tổng thể dự án nó đang là một điểm cộng rồi. Khác biệt hoàn toàn so với các thiết kế ở Nha Trang hay là Phú Quốc. Ở đây thì dùng nhiều kính và gỗ nên là tầm view rất là thoáng và nó thiết kế theo ngôn ngữ rất là hiện đại. Đây ạ. Đây là mặt phía trước của căn biệt thự đấy ạ. Trước biệt thự phần đất cũng rất là rộng. Đây. Trước biệt thự đây. Và căn này ra biển thì cũng rất là gần đấy ạ. Ngoài kia là biển ạ. Ra biển cũng rất là gần, chúng ta có thể đi bộ ra biển được. Chỉ qua một dãy biệt thự thôi là đến biển. Đó, thì đây cũng là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời cho những khách hàng mà muốn sở hữu cái loại biệt thự một tầng 3 phòng ngủ. Và với một cái tầm tiền hợp lý thì căn này là một lựa chọn tối ưu ạ, thời điểm hiện tại. Chúc nhà đầu tư sớm sở hữu cho mình căn villa QN0521.